có phải em hết yêu anh rồi? Em hãy nói đi người ơi, anh vô tâm hay là anh đã sai mà dường như ta dần xa cách. Em nói đôi ta không hợp, em nói anh không còn như trước, nhưng tại sao em ơi, những lúc ta bên nhau bàn tay em không muốn ôm anh thật lâu. Và dường như anh hiểu ra một điều, em đã khác xưa nhiều lắm. Và dường như anh hiểu ra một điều, em đã hết yêu anh phải không? Vậy thì anh sẽ bước ra đi, trả lại em những ngày anh chưa đến. Và khi anh ra đi, em sẽ nhận ra không ai yêu em như anh đã từng yêu. Phải em hết yêu anh rồi, em hãy nói đi người ơi. Anh vô tâm hay là anh đã sai mà dường như ta dần xa cách. Em nói đôi ta không hợp, em nói anh không còn như trước, nhưng tại sao em ơi, những lúc ta bên nhau bàn tay em không muốn ôm anh thật lâu. Và dường như anh hiểu ra một điều, em đã khác xưa nhiều lắm. Và dường như anh hiểu ra một điều, em đã hết yêu anh phải không? Vậy thì anh sẽ bước ra đi, trả lại em những ngày anh chưa đến. Khi anh ra đi, em sẽ nhận ra không ai yêu em như anh đã từng yêu. Và dường như anh hiểu ra một điều, em đã khác xưa nhiều. Rồi em sẽ quên người ơi, chỉ mong sao em luôn bình yên. Vì sao chẳng thể nói ra một câu thôi mà, vì sao em cứ mãi lặng thinh. Nhìn
rơi. Bao nhiêu niềm đau nhưng không nói ra nên lời. Sao em giấu anh những ngày qua? Anh biết thời gian rồi em sẽ quên người ơi. Chỉ mong sao em luôn bình yên. Vì sao chẳng thể nói ra một câu thôi mà? Vì sao em cứ mãi lặng thinh? Nhìn em như thế anh biết làm sao em ơi? Chỉ biết nhìn theo và dõi theo. Vì sao em cứ mãi lặng thinh? Nhìn em như thế.